Cầm cái ô nè. Nông trại của Hà bao cấp này. Bán vé 5 triệu một ngày. Chưa thế nào được, nó móc môi rồi. Dân này. Rồi, dân lên, dân lên. Thành quả đầu tiên. Một bé. Rốt tổ vẫn đi đầu. Một bé đầu tiên. Tối nay có cá lứa ngon. Đồ phi chết. Đấy, quay về luôn sẵn sàng. Kìa. Cái chân đỉu này hơi nhạy ấy.
Con này nuốt hẳn lưỡi vào trong rồi. Cái gì? Cái kệ cầm sang anh vậy. Ui, nó nuốt sâu quá rồi. Đây nè. Sâu thế. Sâu quá. Đấy đi. Nhanh nhắc lên. Chết rồi anh. Không, chưa chết rồi. Vứt xuống, vứt thẳng. Khỏe thật. Bố có đừng để quay toàn cảnh nhé bố. Đứng bốn góc chặt đầu. Thôi tối rồi về đi. Được 16 con cá chuối với cả một con rô phi nha các bạn. Quá. Rơm chắc chắn nó phải có khói rồi. Bẻ đôi đây này, bẻ đôi này.
Wow, như cá luộc con này. Thế ăn cả vỏ. Anh nhớ lột cho trẻ con ăn. Hiếu ăn đi, Hiếu ăn đi. Ừ, ăn đi, ăn cơm của con. Đứng ra, đứng ra, đứng ra. Nhìn chưa chín rồi. Chín rồi. Khuôn mặt hạnh phúc. Chấm chấm bữa canh. Nào, giải chiếu ra cho mọi người ăn rồi. Giải chiếu ơi. Giải chiếu ra, lấy chiếu. Thằng nào không giải chiếu không được ăn. Dạ, chưa ạ. Giải chiếu ấy, giải nốt chiếu ra. Giải nốt chiếu nữa à. Không chiếu đâu. Đây. Chiếu rồi, tôi ngồi ghế. Bẻ đôi ra, bẻ đôi ra. Đừng bẻ đâu, bẻ đôi ra. Đừng. Ăn thử đi, ăn thử đi. Ăn đi. Quá chín. Chấm, chấm bữa canh ăn thử. Có ít người lại giả cho bọn này. Thôi cho mày cho nó ăn vừa. Ăn ruột đi nha. Anh Nam. Có ngồi xe cho Thành chấm mẻ. Ngon không? Chín rồi, chín hết rồi. Ăn cá tái rồi. Không, chín rồi. Chín rồi. Cháy cháy đây mà chín này. Không cạo vỏ à? Chín hết rồi. Bóc vỏ ấy. Đấy. Sao có khó cái này mà? Nó nóng lắm. Ăn xong thanh toán tiền nhá. Nó mãi ăn cá thì về đi. Con gì đợi trên dốc đợi rồi. Này, thằng cây ngồi đây này, thằng Bông đây trí cho thằng Thành ngồi vào mấy chỗ thôi. Con ăn không? Không ăn à? Không ăn à? Ừ, dạ. Không ăn thôi đi vào. Con nó cháy quá. Con bé quá. Ăn thường quá. Ăn cũng dương không? Nhưng mà ăn thì cái